Bạn đang có một mảnh đất kích thước chiều ngang 5 mét và chiều sâu khoảng 15 đến 20 mét và đang dự định xây một công trình nhà ống khoảng 2 đến 3 tầng. Nhưng mà rất là băn khoăn không biết là chọn cái mẫu nhà nào cho đẹp. Tại vì xung quanh đó rất là nhiều những cái mẫu nhà ống nhưng mà theo kiểu truyền thống đúng không ạ? Bạn muốn xây dựng một công trình nhà ống bắt mắt, hiện đại, khác biệt hoàn toàn so với những cái công trình nhà ống theo phong cách cũ ở những công trình xung quanh nhà bạn. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ mẫu nhà đẹp cùng với công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Thì hôm nay tôi Lương Chuyên Nơ sẽ chia sẻ với các bạn một mẫu nhà ống 2 tầng 1 tum rất đẹp và bắt mắt. Công trình này thì được công ty chúng tôi thiết kế cho chị Trần Thùy Ngân ở khu vực Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Thì chị Ngân cũng đã theo dõi công ty chúng tôi và cũng rất là gần trụ sở của chúng tôi, đó là Kisato Ninh Bình ở khu vực huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Nên quyết định có gọi cho chúng tôi và mong muốn chúng tôi làm sao thiết kế một công trình thực sự nó khác biệt. Thì thực sự cái thời điểm chị gọi cũng khá là sát với cái thời điểm chị xây dựng công trình. Tại vì trước đó thì chị cũng có nghe rất là nhiều những cái bác thợ xung quanh đó và bảo là không cần phải thiết kế, đi xem một vài mẫu thích cái kiểu nào tao làm cho. Vâng, nhưng mà sau khi mà được bên em tư vấn thì chị quyết định là gì ạ? Đầu tư thiết kế để có một công trình khác biệt giống như cái phần phối cảnh mọi người đang xem ở đây. Đó, có thiết kế thì nó vẫn khác mọi người nhá. Tại sao ạ? Tại vì chúng ta không làm theo cảm tính, chúng ta không chia phòng, nó rất là lộn xộn. Chúng tôi sẽ phân chia công năng làm sao nó phù hợp với các thành viên trong gia đình. Và đặc biệt là chúng ta được một cái mặt tiền khác biệt mà chỉ có công trình chị Ngân có mà không có nhầm lẫn với một cái công trình nào ở xung quanh đó các bạn nhá. Rồi, đây các bạn để ngắm qua phần phối cảnh công trình thì chúng tôi thiết kế theo phong cách hiện đại, rất là đẹp, sang và bắt mắt. Thì mọi người để thấy là chúng tôi có bố trí một cái khu vực sân ở đằng trước, có mái kính che và hoàn toàn là có thể biến thành một cái gara để xe ô tô hoặc là xe máy theo mong muốn của chị. Đất chiều ngang của chị thì chỉ có 5 mét thôi. Đấy, còn phần mặt tiền thì chúng tôi cách điệu và chúng tôi ít sử dụng những cái tông màu sáng vì theo thời gian thì nó sẽ gì bị rêu mốc, nên chúng tôi sử dụng thêm những cái tông màu ghi kết hợp với kính và những cái hệ lam bằng thép như thế này. Đấy, rất là hiện đại và bắt mắt mọi người nhé. Đó. Thì khi mà chúng ta làm những cái phong cách hiện đại này thì theo thời gian thì nó không bao giờ bị lỗi mốt cả. Và chúng ta cách điệu cái phần mặt tiền đi, tạo ra cái điểm nhấn nhá và chỉ riêng gia chủ đó chính là chị Ngân với có cái phong cách kiểu này thôi và không nhầm lẫn với bất kỳ công trình nào. Rồi, mọi người có thể nhìn tổng thể từ trên thì chúng ta nhìn xuống dưới rất là đẹp và bắt mắt đúng không ạ, về mặt hình khối. Đó, thì có rất là nhiều cái kiểu sáng tạo khác về công trình nhà ống nữa, tùy thuộc vào cái phần công năng và cái phong cách mà gia chủ mong muốn thôi. Thì Kisato sẽ kiến tạo làm sao gia chủ ưng ý và hài lòng nhất khi mà sử dụng dịch vụ thiết kế của chúng tôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ngắm qua về phần công năng của công trình nhé. Thì bạn để thấy là chúng tôi sử dụng công nghệ BIM, nó khác hoàn toàn so với những công ty khác. Những công ty khác thì họ chủ yếu đang sử dụng bằng phần mềm AutoCAD dưới dạng 2D thôi. 2D là như nào? Thì ví dụ như này là dạng 2D các bạn này. Đó. Thì nếu mà sử dụng dịch vụ của chúng tôi thì các bạn sẽ được trải nghiệm mô hình 3D trực quan. Đó. Ví dụ như bây giờ các bạn muốn xem 3D tầng 1 chẳng hạn thì chúng tôi hoàn toàn là có thể show 3D cho các bạn xem. Đó, tí nữa tôi sẽ show trực tiếp từng tầng cho mọi người xem nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào phần kích thước đó. Kích thước của công trình thì chiều ngang phủ bì đất của chị là 5m và chiều sâu hết đất là 16,8m. Thì chị mong muốn là làm sao xây 2 tầng 1 tum đầy đủ tất cả công năng cho thành viên gia đình. Và công trình này mục đích chính là để ở thôi. Đó, thì chúng ta hãy khám phá về không gian tầng 1. Thì mọi người có thể thấy là ở khu vực tầng 1 thì chúng tôi làm một cái bậc tam cấp, 3 bậc để bước lên trên công trình. Đây các bạn thể nhìn ở đây thì nó dễ hơn. Tôi sẽ view lại cái phần phối cảnh. Đây, hoặc là cái mô hình 3D bên này. Đó, thì các bạn để thấy. Thấy chưa? Đó, và chúng tôi có xây hết cái phần tường ở cái phần ban công tầng 2 đua ra, còn bên đằng trước ấy thì chúng tôi để một cái khoảng sân. Đấy, các bạn để thấy, chúng ta để một cái khoảng sân để có thể để ô tô, xe máy. Đó, và rất là tiện khi mà chúng ta có thể để vòi nước ở đây để chúng ta rửa trong những trường hợp mà chúng ta cần thiết mọi người nhé. Ok, bây giờ chúng ta quay lại tầng 1 thì chị mong muốn là có một khu vực phòng khách rộng thì chúng tôi bố trí ngay ở khu vực cửa ra vào 33m2. Nhưng mọi người thấy phòng khách này thì chúng tôi không làm tràn hết mà chúng tôi gì ạ, sẽ để khu vực bồn hoa và cửa sổ ở đây kết hợp với cửa lớn 4 cánh. Nếu mà chúng ta làm tràn hết thì chưa chắc cũng đã phải là tốt đúng không ạ? Khi mà chúng ta mở cái cửa sổ ở đây thì rất là thoáng và gì ạ, cái khu vực phòng khách khi
kê ở cái vị trí này vào mùa đông thì cũng rất là kín đúng không ạ? Tránh cái trường hợp mà chúng ta mở toang hết ra khi mà chúng ta làm full, trừ trong trường hợp mà chúng ta bán hàng thì chúng ta lên rộng nhất có thể. Và do chiều ngang có 5 mét thôi và kết hợp với khu bếp cộng ăn nữa cũng yêu cầu, chị cũng yêu cầu rộng rãi. Đấy, với chúng tôi thiết kế là 31 mét vuông này, thì bạn thấy là có cả bàn đảo nữa này, bàn ăn 6 người, bếp chị N đúng không ạ? Thì chúng tôi bố trí cầu thang theo kiểu như thế này, nếu mọi người để thấy cầu thang rất là gọn nhá. Cầu thang gì ạ? Cầu thang đây là thực chất là cầu thang hai vế thôi và chạy dài ở cái vế thứ hai để gì ạ? Nó không bị chiếm cái theo chiều ngang, không giống như cái cầu thang ba vế hình chữ U đấy thì nó sẽ mất rất nhiều diện tích. Thì đây chúng tôi chỉ làm hai vế thôi, rất là gọn như thế này thì tăng thêm được không gian bếp cộng ăn mọi người nhá. Và khu vực vệ sinh thì chúng tôi đẩy giờ phía sau cùng là 3 mét vuông và có cả lavabo bên ngoài, trong trường hợp mà có khách khứa chúng ta có thể sử dụng kết hợp cả hai không gian vệ sinh và khu vực lavabo bên ngoài. Ở đây chúng tôi để thêm một cái tủ đồ hoặc một cái bếp phụ ở khu vực này và cái cửa ra khu vực đằng sau. Rồi ạ. Đó, thì với kích thước 16,8, nếu các bạn có kích thước là 15 đến 17 thì cũng có thể tham khảo cái mẫu này nhé. Rồi các bạn để xem cái mô hình 3D. 3D này tôi sẽ mở trước các bạn nhìn này, thì bạn nhìn thấy rất là trực quan không ạ? Nhìn vào đây là gia chủ biết ngay phòng ốc của mình bố trí như nào rồi. Ở đây thì chúng tôi có thể là sử dụng cái việc là cho các bạn xem trực tiếp luôn ở trên cái hình 3D chúng tôi khi chúng tôi cắt ra. Chúng ta có thể xoay chuyển rất là dễ rồi. Đây, tôi sẽ kéo xuống cho bạn xem. Đó, bạn thấy chưa? Cửa sổ này, cửa đi này. Và đây là khu phòng khách này. Đây là khu vực cầu thang hai vế này. Đó, và đây là khu vực bàn ăn, bàn đảo kết hợp với gì ạ? Bếp đúng không ạ? Và cửa sổ này và khu vực bếp cũng ăn thì cũng có cửa sổ hai cánh nhá, nên rất là thoáng mọi người ạ. Đấy, trong trường hợp là chưa có ai xây bên cạnh thì chúng ta hoàn toàn để sử dụng cái cửa sổ này để lấy gió, lấy thoáng cho công trình. Đây là khu vực vệ sinh. Đấy, tôi kéo xuống một tí mọi người nhìn nó dễ hơn. Đó, khu vực vệ sinh và khu vực lavabo và cửa đi ra bên ngoài. Đó, thì nếu các bạn sử dụng dịch vụ thiết kế chúng tôi sẽ được trải nghiệm một cái bản vẽ cứ 2D có bản vẽ 3D, thì tí nữa tôi sẽ show cái bản vẽ cho mọi người xem. Đó, rất là khác biệt hoàn toàn với công trình khác mọi người nhá, ở những đơn vị khác. Rồi chúng ta sẽ xem tầng 2. Tầng 2 thì chị mong muốn trên này làm sao phải tối đa phòng ngủ nhất có thể. Tại vì vợ chồng chị sẽ là một phòng ngủ master có vệ sinh khép kín và phòng ngủ cho các con. Thì mọi người để thấy chúng tôi bố trí cầu thang này có một khoảng hành lang. Đấy, tôi sẽ đo trực tiếp cho mọi người xem cái hành lang này là rộng bao nhiêu. Đấy, 1 mét thoải mái mọi người nhá. Rồi ạ. Tầng trước thì chúng tôi ưu tiên phòng ngủ master của anh chị là 22 mét vuông, cực kỳ thoải mái. Đấy, giường 1m8, 2m. Rồi ạ, bàn trang điểm, một khu vực tủ quần áo đấy, cho vợ và cho chồng riêng. Ở khu vực vệ sinh khép kín 4 mét vuông, có tắm đứng cực kỳ tuyệt vời và đặc biệt hưởng chọn cái ban công phía đằng trước và có cửa sổ ở phía bên hông cũng như cửa sổ ở đằng trước rất là thông thoáng và sáng. Đằng sau chúng tôi bố trí 2 khu vực phòng ngủ và 1 khu vực vệ sinh chung. Phòng ngủ số 2 là 13 mét vuông, phòng ngủ số 3 là 13 mét vuông, đều có cửa sổ thông thoáng và 1 khu vực vệ sinh chung là 5 mét vuông, cực kỳ tiện lợi các bạn nhé. Rồi các bạn để xem cái mô hình 3D. Đây là mô hình 3D, mọi người nhìn thấy chưa? Cầu thang bộ đi lên. Đó. Rồi, mọi người có thể trải nghiệm trực tiếp bằng cách mà chúng tôi sẽ kéo thả đây. Đó. Thì khi mà thuyết trình phương án thì chúng tôi sẽ trình bày các bạn rất là chi tiết và trực quan để các bạn thể hiểu. Đó, thì bạn để thấy lên trên này thì cầu thang bộ đi lên thì sẽ có khu vực phòng gì ạ? Đó, phòng ngủ master có vệ sinh khép kín ở đây, 2 phòng ngủ. Còn lại là 1 vệ sinh chung ở đây. Đó, và hành lang 1 mét vẫn rất thoải mái mọi người nhé. Rồi, ok ạ. Đấy, ưu điểm của cái cầu thang hai vế này thì rất là gọn và không bị chiếm diện tích theo cái chiều ngang. Nhiều nhà bố trí cầu thang 3 vế hình chữ U đấy, thì gần như là chúng ta sẽ bị mất hết diện tích để làm cái phòng ngủ ở đây, đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ lên đến tầng tum. Tầng tum thì bố trí một khu phòng thờ thôi là 6 mét vuông và một khu phòng kho 9 mét vuông, sau này có thể chuyển thành khu vực phòng ngủ, cũng có cửa sổ lấy sáng hết mọi người nhé. Và đằng trước thì để một cái sân để gia chủ có thể trồng rau trên mái hoặc là có thể trồng cây hoặc là làm cái bàn trà ở đây. Và đằng sau thì không thể thiếu khu vực giặt phơi rồi. Đó. Thì các bạn để xem cái mô hình 3D ở đây. Đó. Hoặc là tôi sẽ kéo lên cho mọi người xem mô hình 3D trực quan. Đấy. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Cầu thang đi lên thì thấy có kho đây. Đây là cái khu vực phòng thờ và đằng trước là khu vực sân chơi và đằng sau là sân phơi. Và cuối cùng thì sẽ là cái không gian của tầng mái thôi. Đây, tôi sẽ cho mọi người xem cái khu vực tầng mái. Đó, thì chúng tôi thiết kế hệ mái bằng trên vẫn đổ bê tông
còn đằng trước đằng sau thì sử dụng hệ lam bằng thép kết hợp với máy kính mọi người nhé. Đó, rất là đầy đủ công năng chi tiết. Tổng thể lại là công trình sẽ gồm gì ạ? Khách, khu vực bếp cộng ăn, một vệ sinh ở dưới tầng 1, và trên tầng 2 thì gồm 3 phòng ngủ, cho nó một phòng ngủ master và một vệ sinh chung. Trên tầng 3 là phòng thờ và khu vực phòng kho, sân phơi và sân chơi đằng trước. Một công trình theo phong cách hiện đại. Và tất nhiên rồi, nếu mà chúng ta có một cái mẫu nhà đầy đủ công năng như thế này và chúng ta thuê thiết kế thì chúng ta sẽ tính toán được cái phần gì ạ? Dự toán. Thì khi mà đến với dịch vụ chúng tôi thì chúng tôi sẽ bóc tách chi tiết là hết bao nhiêu cát, bao nhiêu xi, đúng không ạ, bao nhiêu gạch, rồi tất cả các cái chi phí khác, ví dụ như cửa đi, rồi mua các cái vật liệu về phần hoàn thiện, thì sẽ ra được cái dự toán để các bạn tính toán xem là mình sẽ chi tiêu tiền cho từng giai đoạn như nào, phần thô hết bao nhiêu tiền, cần chuẩn bị như thế nào. Đó, và nó sẽ không bị gì ạ, phát sinh chi phí. Còn nếu mà các bác không thuê thiết kế thì sẽ gặp cái tình trạng là sẽ thấy bất cập khi lên phương án, phải sửa đi sửa lại. Còn ở đây thì chúng tôi đã duyệt với chủ đầu tư rất là nhiều lần rồi và chốt cái phương án cuối cùng là cái phương án thi công thôi. Và cái thứ hai nữa là gì ạ? Không bị đội chi phí, tại vì xây nhà thì chúng ta nên hạn chế cái phần phát sinh chi phí mọi người nhé. Rồi, mọi người có thể xem qua về cái phần bản vẽ bên em. Thực sự bên em nói rất là sâu về cái sự khác biệt bên em. Bên em thì là hiện nay thì có 6 trụ sở trên toàn quốc và có thể phục vụ 63 tỉnh thành cho các bác. Cái thứ hai nữa là gì ạ? Đội ngũ thì chuyên nghiệp, và thứ ba là đặc biệt về khác bản vẽ thì cứ 2D có bản vẽ 3D như này. 2D thì có bản vẽ 3D. Và không chỉ kiến trúc ạ, cả kết cấu điện nước thì bên em đều cứ 2D có bản vẽ 3D khi bên em sử dụng công nghệ BIM. Và hiện nay thì thực sự không có nhiều đơn vị để làm được cái phần này. Thông thường là những dự án lớn thôi. Còn đối với công trình nhà dân thì bên em đang tiên phong đi đầu. Và đó là cái sự khác biệt mà kiến trúc Kisato mang lại cho các bác. Đó. Các bác cứ tưởng tượng đi, sau này và trong quá trình thi công các bác thợ ấy không hiểu gì, đúng không ạ? Thì hoàn toàn là bên em cũng có thể là cho các bác một cái tài khoản truy cập vào cái mô hình 3D trực quan của bên em và các bác có thể xem trực tiếp toàn bộ các cái thông tin. Đấy, thì đấy là cái điều tuyệt vời, đúng không ạ? Đấy, ngay cả cái vệ sinh này 2D 3D này. Đây, các bác có thể xem qua cái phần bản vẽ kết cấu bên em trình bày đây. Đấy, đúng không ạ? Từ móng này, toàn bộ chi tiết hết này. Đấy, các bác sẽ xem đến phần thép nhá. Đấy, phun chi tiết là phần sàn này. Đấy, phần thép này. Được chưa? Và các bác cũng có thể truy cập được trực tiếp cái mô hình này 3D luôn. Đó, rất đầy đủ luôn. Đấy, được chưa? Đó, 2D sẽ có bản vẽ 3D đi kèm cho các bác. Rất là đầy đủ, kể cả các cái phần thống kê chi tiết. Ok, bây giờ em sẽ mở phần điện nước cho các bác xem nhá. Rồi, điện nước này các bác thấy là có thể nhìn thấy mô hình 3D trực quan của toàn nhà này. Đây, đây là mô hình cấp nước toàn nhà. Đấy, nhìn rất là trực quan đường ống như thế nào, đúng không ạ? Rồi bình nóng lạnh ở đâu, test nước ở đâu, bể nước ở đâu, bể phốt ở đâu. Đấy, đây là cấp nước này, còn đây là thoát nước này các bác này. Đấy, được chưa? Rất đầy đủ và chi tiết, được chưa? Đấy, mô hình toàn nhà như này. Đó, thế thì hiện nay bên em là đang đơn vị tiên phong và duy nhất trên thị trường mà đang cung cấp cái bản vẽ full kiến trúc kết cấu điện nước 2D 3D bằng công nghệ BIM. Nên các bác trước khi quyết định chọn đơn vị nào thì có thể nghiên cứu kỹ về cái sự khác biệt của bên em nhé. Và rất là mong kiến trúc Sato được phục vụ quý công trình. Và công trình của chị Ngân thì cũng đang vào giai đoạn thi công rồi. Đấy, mọi người có thể thấy là đây là hiện trạng đang được đào để chuẩn bị làm phần móng. Thì sau khi công trình xong thì bên em sẽ chia sẻ thực tế công trình như nào, và chắc chắn thực tế sẽ đẹp hơn rất là nhiều so với thiết kế rồi. Và xin chào là các bác ở những video chia sẻ tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh hoặc để lại để bình luận, hoặc là gọi điện cho bên em để bên em có thể về tận nơi khảo sát thiết kế cho quý khách hàng một công trình đẹp giống như của chị Ngân nhé. Xin chào. Công ty cổ phần kiến trúc Kisato là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, thi công xây dựng chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành. Chúng tôi có các trụ sở trải dài từ Bắc, Trung, Nam với văn phòng Kisato Hà Nội, văn phòng Kisato Ninh Bình, văn phòng Kisato Đà Nẵng, văn phòng Kisato Thanh Hóa, văn phòng Kisato Thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng Kisato Đồng Nai. Đặc biệt, Kisato còn tiên phong đi đầu trong việc tạo ra những ngôi nhà trải nghiệm để khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm nội ngoại thất với đa dạng phong cách khác nhau. Kisato định hướng phát triển thành tập đoàn xây dựng hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới sáng tạo với triết lý phục vụ,
làm đẹp từ tâm.